Giám đốc ban điều hành cao tốc đang cho thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, bắt đầu bằng buổi khảo sát tìm nguyên nhân gây ngập úng tại km 25 vào trưa ngày 30 tháng 7 vừa qua. Đại diện ban điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cho biết, qua khảo sát bước đầu nhận định nguyên nhân cơ bản là đợt vừa rồi mưa lớn. Mặt khác, lưu lượng nước xả từ đập sông Phan xuống hạ lưu quá nhiều, làm ngập úng, gây ra tình trạng nước chảy ngược từ hạ lưu về thượng lưu. Về hệ thống cống thoát nước cho cao tốc, được các đơn vị tư vấn thiết kế tính toán cơ bản, đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Hiện vẫn đang trong quá trình rà soát để khắc phục nên chưa kết luận rõ nguyên nhân. Liên quan đến vụ việc, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long chủ trì, phối hợp với đơn vị vận hành, nhà thầu thi công, tư vấn và các cơ quan địa phương xử lý triệt để nguyên nhân sự cố, đảm bảo ổn định lâu dài, đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án, báo cáo kết quả trước ngày 3 tháng 8.